Thùy Khánh thân chào quý thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện ngắn khi mùa thu tới. Thật vui khi có thể tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả hôm nay, cũng như tiếp tục cùng những câu chuyện tuy thường nhật nhưng đầy thú vị này. Hôm nay Thùy Khánh sẽ mang đến câu chuyện về bà Hoa, một cựu biên tập viên của một tạp chí. Thời gian tuổi già nhưng tâm hồn vẫn đầy tươi trẻ. Hãy cùng Thùy Khánh lắng nghe câu chuyện của bà trong phần chuyện mang tựa đề Bình Minh ngày hôm nay quý vị nhé. Nếu mà ví cuộc đời con người như thời gian trong một ngày vậy, thì tuổi trẻ là bình minh, trung niên là ban trưa, còn tuổi già thì là xế chiều. Thế nhưng với bà Hoa thì tuổi già trải qua chỉ như một buổi sáng hưởng nắng, vẫn còn rất nhiều điều thú vị phải hưởng thụ. Bà không nghĩ nhiều về thời gian bà đã trải qua, bà chỉ muốn sống cho những năm sắp tới. Bà Hoa chọn cách nghỉ hưu sớm để không phải vì cảm thấy bản thân đã yếu, mà bà chọn cách nghỉ hưu sớm để tận hưởng khoảng thời gian mà khi tuổi trẻ bà đã đánh mất vào những bộn bề cuộc sống. Bà không muốn ở gần con cái, không phải vì cảm thấy sẽ thành gánh nặng cho tụi nhỏ, mà hơn hết là bà thật sự thấy tụi nhỏ hơi phiền. Mỗi ngày tụi nhỏ đều điện thoại hỏi thăm sức khỏe, tháng nào cũng gửi thuốc bổ cùng quà tặng về, cũng đủ làm bà cảm thấy phiền não rồi. Hôm nay bà Hoa quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch dài ngày sau đợt dịch phải nhốt mình ở trong nhà. Bà Hoa còn không thèm báo với mấy đứa con bởi vì bà sợ bọn nhỏ không cho bà đi. Mỗi lần nghe thấy chữ "mẹ lớn tuổi rồi" của bọn nhỏ là bà Hoa cảm thấy tụt hứng kinh khủng, nên là bà không thèm thông báo cho ai cả, xách ba lô đi phượt một mình. Đương nhiên, kiểu phượt của bà Hoa không giống như người trẻ tuổi bây giờ, mà là có taxi đưa đón, đặt phòng đầy đủ và tìm hiểu lịch trình rõ ràng. Lúc ra tới cổng chung cư, bà thấy bà Tư đang dắt Cubin đi mua đồ dưới cửa hàng tiện lợi. Bà Hoa vẫy tay chào. "Sáng sớm vui vẻ nha chị Tư, hai bà cháu đi mua gì đấy?" Bà Tư cũng cười hiền lành chào lại bà, sau đó giơ túi đồ mới mua lên cho bà Hoa xem. "Mẹ Cubin dặn tôi đi mua ít đồ để dành cho Cubin ấy mà. Còn cô Hoa đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?" Bà Hoa mặc một chiếc váy vải cứng một màu trông rất thanh lịch. Cùng với đó là một cái băng đô màu cam buộc lại mái tóc xoăn, đeo một chiếc kính râm to che hơn nửa gương mặt. Mới nhìn còn tưởng một thiếu phụ ngoài 30 nào không chứ. "Em đi Phú Quốc du lịch này chị. Chị cũng báo với mọi người trong hội giúp em nha. Khi nào đi du lịch về, em mua đặc sản Phú Quốc về rồi, chị em mình lại cùng nhau tụ họp nấu ăn nhé." Nói chưa dứt tiếng, bà Hoa đã nhấc chân rời đi. Ngoài cổng bảo vệ, đang có một chiếc xe taxi công nghệ đang chờ bà. Bà Tư bật cười chào tạm biệt bà Hoa, rồi nhanh chóng dẫn Cubin lên nhà. Đi du lịch gì đó thì bà Tư thật sự chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa, bà cũng ngại di chuyển nhiều vì sức khỏe không tốt cho lắm. Trước chuyến đi, bà Hoa đã tìm hiểu rất kỹ các chuyện cần thiết cần làm. Vì đây cũng không phải là lần đầu tiên đi chơi một mình, nên bà cũng không có quá nhiều bỡ ngỡ. Nhưng khổ cái là vì dịch bệnh mới ổn định đôi chút, cho nên các trạm kiểm soát khá là nghiêm, dẫn đến tình hình hiện tại chưa nắng. Nhưng bà Hoa lại phải đứng ngoài trời để đợi quét mã kiểm dịch trên bến tàu. Sau khi thuận lợi lên tàu ra đảo thì bà Hoa cũng đã mệt lả người. Bà lên tàu xong là ngồi xuống ngủ một giấc ngon lành luôn. Thật ra thì bình thường bà Hoa sẽ không thiếu cảnh giác như vậy, nhưng có vẻ vì say nắng nên bà không còn tâm sức đâu mà đề phòng. Bà Hoa không biết rằng mình đã ngủ bao lâu nữa. Khi tỉnh dậy đã thấy cậu nhân viên soát vé đang kiểm đến gần chỗ của mình rồi. Bà Hoa lật đật mở ví để lấy vé thì đột nhiên nhận ra hình như mình đã làm rơi vé mất rồi. Anh nhân viên sau khi nghe bà trình bày cũng có chút khó xử. Anh nói với bà, vấn đề của chị hiện tại là phải đợi chúng tôi kiểm tra lại tên đăng ký mua vé. Nếu như vẫn không có tên thì phải phiền chị mua vé bổ sung để tránh các rắc rối không đáng có. Bà Hoa tiêu nghỉu gật đầu, dù sao thì đây cũng là lỗi của bà, nên bà phải chấp nhận thôi. May mà khi cậu nhân viên kia đi kiểm tra lại danh sách thì có tên của bà, nên bà không bị mất tiền oan. Đã vậy, khi đến thông báo kết quả, anh nhân viên còn đem một chai nước khoáng tặng cho bà nữa.
Cái làm cho bà Hoa không hài lòng duy nhất là sau khi kiểm tra lại danh sách thì anh chàng này cũng sửa miệng gọi bà là cô. Lúc nãy kêu chị, nghe có vẻ vui tai hơn không? Một nốt nhạc đệm không quá vui vẻ trong chuyến đi cũng trôi qua. Đến khi nhận phòng khách sạn, bà Hoa lại có chút dở khóc dở cười với lại nhân viên lễ tân. Lúc thấy bà thì cô gái không có biểu hiện gì kinh ngạc. Nhưng vừa cầm tới chứng minh thư của bà thì cô gái đã há hốc miệng giống như không tin nổi. Sau khi bình tĩnh lại, cô liền giới thiệu một chương trình rút thăm cho những người có năm sinh là số 5 ở phía sau. Quý khách có thể chọn bất kỳ một lá thăm ạ. Vì quý khách sinh năm 1965 nên nằm trong điều kiện tham gia rút thăm của khách sạn chúng tôi. Bà Hoa vui vẻ đi theo hướng dẫn của cô lễ tân, sau đó chọn một lá thăm có hình con rồng tượng trưng cho con giáp của mình. Một cô bé có vẻ là nhân viên mới phụ trách dẫn bà Hoa lên nhận phòng. Qua cùng cách phục vụ, bà có thể nhận ra là cô bé thật sự không quá rảnh việc. Tuy vậy, bà Hoa không tức giận hay cáu gắt gì, mà còn rất vui lòng chỉ dạy thêm cho cô bé những thứ cần lưu ý. Nhưng có lẽ vì ở trước lãnh đạo khá lâu nên khí chất của bà Hoa rất khác người. Chỉ vài câu mà đã làm cho cô bé hoảng sợ giống như đang ở trước mặt quản lý khách sạn. Bà Hoa lúc này mới hơi ngẩn người ra và chợt nhận ra mình lại theo thói quen chỉ đạo ngày xưa rồi. Lúc này mới vội vàng mở lời trấn an cô bé. Cô xin lỗi cháu nhé, cô cũng không có ý phàn nàn gì đâu. Chỉ là vì tính chất công việc khi xưa nên cô hơi tỉ mỉ. Cháu đừng quá để bụng nháp. Cô bé nhân viên gật đầu vâng dạ. Tuy có hơi chút sụt rè nhưng lại không quá nhút nhát. Cô bé hỏi, cháu còn phải cảm ơn quý cô đây đã giúp cháu chỉ ra những lỗi mà cháu không nhận ra. Mỗi khi được người đi trước chỉ dẫn như vậy, cháu đều rất biết ơn ạ. Bà Hoa rất vui vẻ, hết gọi bà là quý cô lại còn dùng từ người đi trước thay vì bảo bà là người lớn tuổi. Nói tránh đi chuyện tuổi tác lại còn nâng bà lên ở một mức độ cao hơn là bà rất mát ruột. Sau khi cô bé nhân viên phục vụ rời khỏi, bà Hoa mới chậm rãi đánh giá gian phòng này. Sau đó âm thầm chấm điểm cho khách sạn. Vốn dĩ là một người làm trong lĩnh vực thời trang nên bệnh nghề nghiệp này không thể nào bỏ nổi. Ây da, cái phòng trang trí trên hình thì đẹp quá trời mà sao nhìn bên ngoài cứ thấy sai sai nhỉ? Bà than vãn một mình, sau đó lại đánh giá chỗ khác rất lâu. Tổng thể căn phòng chắc bà chỉ chấm được 6 điểm thôi. Nhưng mà góc độ của cái cửa sổ phòng này thật sự rất đáng đồng tiền. Bà Hoa kéo rèm cửa ra là đã tràn ngập ánh nắng chiều từ hướng bên kia tràn vào. Buổi sáng lại có thể đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới và ngắm bờ biển xanh ngát. Bà Hoa hài lòng lấy điện thoại căn chỉnh góc độ, sau đó tự chụp một tấm hình rồi đăng lên mạng xã hội. Bà viết một câu trạng thái đi kèm. Cuối câu còn có một dán nhãn cười tít mắt biểu thị tâm trạng đang rất tốt của bà. Nắng chiều tuy đẹp nhưng riêng tôi thì tôi vẫn thích bình minh hơn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần 5 của series Chuyện Dài Kỳ Khi Mùa Thu Tới, được viết bởi Midori Kumo qua giọng kể của Thùy Khánh. Thùy Khánh mong rằng các vị thính giả của Khi Mùa Thu Tới cũng luôn luôn có nhiều năng lượng tích cực như bà Hoa nhé. Và Thùy Khánh cũng hy vọng thính giả sẽ yêu thích chương trình và đồng hành với Thùy Khánh trong các phần tiếp theo.